tiền. Ngoài ra còn có dịch vụ là truyền tệp tin, FTP và ứng dụng mạng ngân hàng. Vào những năm 90 của thế kỷ 19 ấy, thì có cái dịch vụ web nó ra đời. Dịch vụ đấy người ta gọi là dịch vụ World Wide Web và chúng ta gọi tắt nó là web. Thì đây là một cái ứng dụng trao đổi dữ liệu siêu văn bản HTML ở trên Internet. Cái dịch vụ này ấy, nó có một cái đặc điểm là nó rất là dễ xuất bản với chi phí rất là thấp. Thì và mọi người cũng có thể là trở thành cái nhà xuất bản. Cái dịch vụ này nó rất là đơn giản. Ví dụ như là các bạn muốn cho mình có một cái dịch vụ web thì các bạn có thể đi viết viết một cái website riêng của các bạn đúng không? Hoặc các bạn có thể đi thuê, sau đó là các bạn đăng ký host này, đăng ký dịch vụ quản lý tên miền là các bạn đã có thể cung cấp cái dịch vụ web cho người dùng. Liên quan đến ứng dụng web thì có một số những cái thuật ngữ mà chúng ta cần phải nắm. Thuật ngữ thứ nhất là trang web. Tiếng Anh của nó mình hay gọi là web page. Trang web ở đây ấy nó sẽ là một tệp tin. Cái thuật ngữ tệp tin thì đôi khi mình hay gọi là tập tin nhá. Gọi tập tin cũng được mà gọi tệp tin cũng được. Trong web nó sẽ chứa các đối tượng web. Thế thì các đối tượng web ở đây ấy đơn giản nó có thể là một tệp HTML này. Nó có thể chứa các hình ảnh này hoặc là nó có thể là một cái tệp video nào đó, vân vân. Bất cứ một cái tệp nào đó thì mình gọi nó là một đối tượng web, được chưa? Mỗi một đối tượng web ấy thì nó được lưu trữ ở trên một cái máy chủ. Mình hay gọi là máy chủ web server đấy. Ví dụ như là tất cả các đối tượng web của trường Đại học Thủy lợi của mình ấy sẽ lưu trữ ở trong một cái server web của trường Đại học Thủy lợi. Thế thì ở đây một trang web thì nó sẽ chứa là một cái file HTML cơ sở và nó có thể tham chiếu đến nhiều đối tượng web khác nhau. Cô lấy ví dụ là một trang web nó có thể là chứa một tệp HTML và nó chứa đường link tức là cái đường cái địa chỉ URL của 10 cái bức ảnh chẳng hạn như thế. Được chưa? Thì đấy mình hiểu đấy là một trang web. Ví dụ như là các bạn vào website của trường Đại học Thủy lợi ấy, thì các bạn vào một cái trang nào đó thì các bạn thấy ở trong cái trang đó nó sẽ chứa văn bản đúng không? Chứa văn bản. Về cơ bản thì cái trang đó nó sẽ viết dưới dạng là một cái tệp HTML. Thế tuy nhiên là vào cái trang đó thì các bạn thấy nó có thể có những cái đường link để chúng ta về link tới những cái đối tượng khác đúng không? Chúng ta truy xuất tới cái đối tượng khác, được chưa? Đấy thì mình hiểu đấy là một trang web. Như vậy các bạn nhớ cho là một trang web nó sẽ chứa một cái file HTML cơ sở và nó sẽ chứa cái địa chỉ tham chiếu đến các đối tượng web khác nhá. Đấy, mình hình dung là như thế. Thế thì mỗi một cái đối tượng này, đối tượng web ấy thì nó sẽ có một cái địa chỉ để xác định duy nhất cái đối tượng web ở trên cái hệ thống World Wide Web toàn cầu. Và cái địa chỉ đấy người ta gọi là địa chỉ URL nhá. Địa chỉ này sẽ là địa chỉ duy nhất, tức là mình hình dung là mỗi một đối tượng web khác nhau ấy thì nó sẽ có một cái địa chỉ URL để phân biệt nó ở trên hệ thống World Wide Web. Cái URL này là viết từ tắt của từ là Uniform Resource Locator. Mình dịch ra tiếng Việt để là định vị, bộ định vị tài nguyên thống nhất. Và thông thường ấy thì người ta gọi nó là một cái địa chỉ web, người ta hay gọi là địa chỉ web nhá. Ví dụ như là các bạn muốn vào một cái trang web nào đó ấy, thì các bạn sẽ đánh cái địa chỉ web này
ở trên cái thanh địa chỉ của trình duyệt đấy mà các bạn sử dụng để các bạn vào mạng internet đấy, được chưa? Đó thì mình hay hay thường gọi đây là địa chỉ web. Cái địa chỉ này ấy, người ta sử dụng để định vị đối tượng web ở trên cái hệ thống World Wide Web như nãy mình định nghĩa ở phía trên, được chưa? Và cái URL này, cấu tạo của nó bao gồm hai thành phần. Các bạn biết là bất cứ một cái đối tượng web nào đó ở trên hệ thống World Wide Web thì bao giờ nó cũng nằm ở trên một cái máy máy chủ web, đúng không? Thế thì ở đây là muốn truy xuất tới nó thì mình phải có địa chỉ của nó. Thế thì địa chỉ của nó chính là cái URL, và địa chỉ của nó phải có hai thành phần. Thứ nhất là cái đối tượng đấy nó nằm ở trên cái máy chủ nào, tức là trên cái máy chủ web nào ấy. Và cái thành phần thứ hai là nằm ở trong máy chủ web đó, thế nhưng mà nó có thể là chứa ở trong rất nhiều những cái thư mục khác nhau ở trong máy chủ đó, thì mình phải có một cái đường dẫn nhá để xác định là cái đối tượng đấy nằm ở đâu trong máy chủ. Hay nói cách khác là mình phải cần có một cái vị trí của đối tượng trên máy chủ. Đấy, thế như vậy là cái địa chỉ của một cái đối tượng web nào đó nó chứa hai thành phần. Thành phần thứ nhất này là chỉ ra cái máy chủ ấy, cái tên máy chủ chứa cái đối tượng web mình cần tìm kiếm. Và cái thành phần thứ hai là đường dẫn của đối tượng web ở trong máy chủ. Hay nói cách khác là vị trí của đối tượng trên máy chủ, được chưa? Nói tóm lại là đây, nó chỉ ra nằm ở thư mục nào. Đấy. Cô lấy ví dụ này. Mình cần truy xuất tới một cái đối tượng web là một cái tệp picture.gif. Thế thì cái picture.gif này nó phải chỉ ra là nó nằm ở máy chủ này. Đấy. Máy chủ là samschool.edu. Thế còn cái tệp picture.gif này nó nằm ở đâu? Thì nó sẽ nằm ở trong cái thư mục là some department. Đó, được chưa? Đấy. Ví dụ như là các bạn vào một cái tệp, một cái đối tượng web nào đó ở trên trang web của trường Đại học Thủy lợi ấy, thì khi các bạn vào, bao giờ nó cũng phải có tên máy chủ web của trường Đại học Thủy lợi. Sau đó là suộc, suộc, suộc. Nó sẽ đến là đường dẫn của cái tệp nha. Tệp đối tượng đấy mà chúng ta sẽ truy nhập ở trong cái máy chủ tlu.edu.vn. Các bạn mở trình duyệt web ra, các bạn quan sát. Bạn có thể mở trình duyệt web và các bạn quan sát.